Hello bạn nha, mình Thiện đây. Trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tham gia khóa học thiết kế website miễn phí các bạn nha. Sẽ giúp các bạn tự tay tạo một website chuyên nghiệp được không ạ? Và website này sẽ miễn phí mãi mãi các bạn nha. Thì để đăng ký khóa học này được thì các bạn sẽ truy cập vào đường link đó là khóa học thiết kế website miễn phí chấm web địa ghi chấm tốt như trên màn hình các bạn nha. Rồi thì bây giờ thì sẽ copy cái địa chỉ website này để hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký từng bước nha. Đây thì sẽ copy cái địa chỉ website này được không ạ? Thì sẽ mở cái tab mới thì các bạn có thể đăng nhập bằng bất cứ trình duyệt web nào các bạn nhé, được không ạ? Bạn paste cái tên mình vào đây đấy, bấm enter thì ngay lập tức các bạn sẽ truy cập cái trang web để đăng ký khóa học thiết kế website miễn phí các bạn nhé. Thì các bạn có thể đọc thêm những thông tin mà Thiện đã cung cấp trong đây, được không ạ? Còn không thì các bạn có thể là kéo xuống bên dưới để bấm nút đăng ký ngay để bắt đầu tham gia khóa học luôn các bạn nha, được không ạ? Càng kéo xuống nè thì khi kéo xuống nó hiện cái pop up như thế này thì các bạn có thể bấm nút đăng ký ngay đây cũng được các bạn nha, được không ạ? Thì Thiện tắt đi cái pop up này, sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký ngay đây, nút đăng ký ngay các bạn nha. Bạn bấm vào đây thì ngay lập tức nó sẽ chuyển đến cái fanpage của công ty trách nhiệm hữu hạn web địa ghi bên Thiện các bạn nha. Đây fanpage được mặt trên Facebook đấy các bạn. Thì nếu như mà cái trình duyệt web của các bạn mà chưa đăng nhập Facebook trước á, có nghĩa là chưa đăng nhập Facebook á, thì nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập Facebook bạn nha. Tại vì trình duyệt web này Thiện đã đăng nhập Facebook của Thiện rồi, cho nên là nó truy cập thẳng với Messenger bạn nha, được không ạ? Còn đối với những bạn nào mà lần đầu tiên truy cập vào fanpage web địa ghi á, thì nó sẽ có chữ bắt đầu bạn nha. Các bạn bấm chữ bắt đầu thì nó sẽ hiện như vậy, được không ạ? Đây các bạn tên gì á thì nó sẽ chào mừng tên của các bạn, được không ạ? Thì mình tên là Lâm Thanh Thiện, nó sẽ chào anh Lâm Thanh Thiện đây. Thì khi mà nó hiện cái tin nhắn này các bạn bấm nút đăng ký đây con nha, nút đăng ký nè. Thì khi các bạn bấm nút đăng ký thì nó sẽ hiện lên cái form đăng ký như vậy các bạn nha, được không ạ? Thì các bạn sẽ để lại thông tin như là họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ chính xác các bạn bạn nha, sinh nhật. Rồi các bạn bấm nút đăng ký ngay. Rồi thì các bạn hãy đợi một chút con nha, một chút. Nếu mà các bạn đăng ký thành công á, nó sẽ chúc mừng các bạn. Thì tầm 30 giây thì nó nhận được tin nhắn thứ hai là chúc mừng anh Thiện đã đăng ký khóa học thiết kế website miễn phí thành công, thấy không ạ? Rồi bây giờ cần một bước nữa là các bạn cần phải tham gia nhóm Zalo con nha. Các bạn bấm nút tham gia nhóm Zalo đây để các bạn tham gia vào nhóm học các bạn nha, được không ạ? Bấm vào tham gia nhóm Zalo đấy thì ngay lập tức nó sẽ di chuyển đến đến cái nhóm Zalo đó các bạn. Đây nhóm Zalo là thiết kế website miễn phí đây, hiện tại đang là 8 thành viên các bạn nha, được không ạ? Đấy thì nếu như các bạn làm đúng các bước như vậy thì Thiện tin chắc rằng các bạn sẽ đăng ký tham gia khóa học thành công các bạn nha, được không ạ? Còn đối với những bạn nào mà làm đúng các bước mà Thiện hướng dẫn rồi mà vẫn không tham gia được nhóm Zalo để mà bắt đầu học các bạn, thì các bạn sẽ liên hệ với Thiện thông qua cái số hotline để hỗ trợ ở đây các bạn nha, trên website là khóa học thiết kế website miễn phí chấm web địa chấm tốt, được không ạ? Ở trên này Thiện để lại thông tin hotline này các bạn, các bạn sẽ liên hệ qua số này để được Thiện hỗ trợ trực tiếp các bạn nha, hoặc là các bạn bấm nút là hỗ trợ 24/24 ở đây, được không ạ? Đấy thì các bạn sẽ liên hệ với Thiện qua cái kênh này, được không ạ? Ok thì như vậy là Thiện đã hướng dẫn các bạn là đăng ký khóa học thiết kế website miễn phí xong rồi. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn nha. Thì nếu như bạn thấy khóa học này nó hữu ích đó, thì bạn có thể gửi đường link này đó, đường link là khóa học thiết kế website miễn phí này chấm web địa ghi chấm tốt đến bạn bè và người thân của mình các bạn nha, được không ạ? Ok thì sẽ đóng video đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học thiết kế website miễn phí nha.